cần đến 3 xe cứu hỏa và 22.700 lít nước mới dập được một đám cháy từ xe Tesla. Lượng nước này nhiều gấp 10 lần so với việc dập đám cháy từ một chiếc xe dùng động cơ đốt trong truyền thống. Những chiếc xe điện đang cho thấy chúng có thể trở thành mối nguy lớn thế nào đối với lực lượng cứu hỏa. Thứ Bảy vừa qua, một chiếc Tesla Model S đã bắt lửa và bốc cháy trong khi vẫn đang di chuyển trên cao tốc bên ngoài Sacramento, Mỹ. Điều đáng nói là, đám cháy này gần đến, lực lượng cứu hỏa và nước chữa cháy nhiều hơn đáng kể so với một vụ cháy xe thông thường mới có thể kiểm soát được. Sở cứu hỏa Sacramento cho biết, khi chiếc xe Model S đang di chuyển với tốc độ cao trên cao tốc US-50, lái xe nhận ra một đám khói đen dày đặc đang bốc lên từ gầm xe. Dù lái xe kịp thời tấp vào lề đường và thoát ra khỏi chiếc xe an toàn nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn và dần lan ra. Phần đầu xe Model S không ai bị thương trong vụ tai nạn này. Khi đến hiện trường, lực lượng cứu hỏa Sacramento xác định vụ cháy này là do pin bắt lửa. Lực lượng chức năng cũng cho biết thêm trước khi bị cháy, chiếc Tesla Model S này không gặp hư hại nào. Các đội cứu hỏa đã phải làm việc trong hơn 1 giờ và sử dụng khoảng 22.700 lít nước từ 3 xe chữa cháy và một trụ chữa cháy để dập tắt hoàn toàn được. Nó, theo khuyến nghị trong hướng dẫn quy trình khẩn cấp của Tesla. Sở cứu hỏa Sacramento cho biết trong bài đăng trên Facebook, đó là một lượng nước đáng kinh ngạc dành cho một đám cháy pin xe điện, nhưng đây cũng là điều thường thấy mỗi khi pin lithium-ion trên xe Tesla và các xe điện khác bắt lửa. Theo ghi nhận của CNBC, khi pin lithium-ion bắt lửa, chúng sẽ bốc cháy nóng hơn và nhanh hơn nếu không được dập tắt hoàn toàn. Pin lithium-ion có thể bùng cháy trở lại trong nhiều giờ hoặc thậm chí vài ngày. Để so sánh, Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết một đám cháy xe xăng thông thường chỉ cần khoảng 2.700 lít nước, tương đương với lượng nước trong. Một xe chữa cháy chỉ bằng 1/10 so với lượng nước dùng cho vụ cháy xe Tesla vừa qua. Trước đó, vào tháng 11 năm 2022, một vụ cháy xe Tesla Model S khác cũng cần huy động đến 3 xe chữa cháy cùng hơn 45.000 lít nước và phải vật lộn trong gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể dập được đám cháy. Sở cứu hỏa Sacramento cho biết, sự phát triển công nghệ hiện đại đòi hỏi phải có các tiến bộ liên tục trong kỹ thuật chữa cháy hiện đại, vốn đang được đánh giá bằng mức độ hiệu quả. Việc những chiếc xe Tesla bị bốc cháy đã không còn mới mẻ. Nhiều vụ việc tương tự đã xảy ra trong những năm qua. Một số chủ xe đã đổ lỗi cho Tesla về những vụ cháy xe này và cho rằng pin trong các xe đó bị lỗi. Năm 2019, nhiều lái xe cho rằng Tesla đã cập nhật phần mềm kiểm soát pin nhằm cố tình giảm tầm hoạt động của chiếc xe, tăng thời gian sạc trên những chiếc xe cũ nhằm giảm nguy cơ cháy nổ. Tham khảo Gizmodo, Electrek.